thì không may xảy ra cái sự việc là cái gì xảy ra làm sao thằng Cường nó đánh kia đánh đầu kia. Cái gì vỡ đầu cơ? Vâng, sao bây giờ chúng mày mới nói chị biết từ hôm qua đến giờ thì bây giờ anh kia ở đâu? Anh kia mà bị làm sao thì làm sao mà sống được. Thôi chị yên tâm đi, bây giờ chị lo lắng khóc lóc này của em cũng lo, bây giờ không biết giải quyết vấn đề sao không? Sáng mai chị em lên thôi, chị yên tâm thôi. Đừng để chị một mình đấy. Hứa với mình rằng em không được gục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Thư ơi. Ôi. Chị đang làm gì ấy? À, chị đang xem sổ sách, hai đứa giờ này đến làm gì ấy? Em đến đây có việc chị ạ. Em đến đây có việc muốn nói với chị. Cái việc gì đây? Thì hôm qua anh kia anh đi gặp thằng Cường. Thì không may xảy ra cái sự việc là cái gì xảy ra làm sao thằng Cường nó đánh kia vỡ đầu kia. Cái gì vỡ đầu cơ? Vâng, sao bây giờ chúng mày mới nói chị biết từ hôm qua đến giờ thì bây giờ anh kia ở đâu? Sự việc có xảy ra bất ngờ. Bây giờ anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang để chị đi luôn. Thôi chị bình tĩnh, chị bình tĩnh để nghe em nói. Nhưng mà như nào bây giờ là anh kia không thể không chị không thể lên được đâu. Bởi vì sao không lên được? Nhất là dịch, thứ hai là quan hiệp chăm sóc, bây giờ chị không thể lên. Thằng Hiệp nó chăm sóc không được bằng chị được, thôi chị để chị đi lên. Nếu chị muốn lên thì ngày mai chị lên. Thế bây giờ chị muốn lên đâu có được đâu. Bây giờ bác sĩ đâu có vô cho vô đâu chị lên. Thằng này làm sao tao bảo mày từ bao nhiêu lần rồi. Là có chuyện gì mày phải nói chị luôn, mày buồn cười đấy. Cái thằng này thằng Điệp mày nữa. Em không ngờ một chuyện xảy ra nhà hôm qua nó muốn gặp một mình anh Kiên, của em đứng ngoài thôi, có vấn đề gì. Sao mà chúng mày lại để được cho anh Kiên đi gặp nó một mình nhờ? Anh em với nhau mà chúng mày để thế à? Có lẽ là anh Kiên đi như thế là mày phải nói luôn, mày phải nói luôn cho chị để chị có tìm cách giải quyết. Đã bảo từ hôm nọ rồi. Nói ra cho chị. Xong rồi là anh đi một mình làm sao được? Chúng mày phải đứng ở bên ngoài để đợi anh. Không có chuyện gì xảy ra thì còn bảo vệ anh. Thì sẽ bất ngờ quá, em không được trước đấy. Bất ngờ thì thôi để tao đi lấy đồ đi luôn. Thôi chị cứ bình tĩnh mọi chuyện. Nghe em không? Cứ bình tĩnh. Chị không nghe em à? Bây giờ chị lên rất là tối rồi. Thứ hai không giải quyết vấn đề gì. Sao tao bình tĩnh được bây giờ? Chúng mày đang buồn cười vừa. Thế là tao đi luôn. Thôi chị phải nghe em. Chị không nghe em. Chị ngồi đây. Điên hết cả tiết đấy. Bây giờ không biết là anh bây giờ như nào rồi, vỡ cả đầu như thế. Thì bây giờ bác sĩ người ta mà chưa cho kết quả. Anh Nghiệp đang ở đây chăm sóc rồi, chị yên tâm chứ. Thế bây giờ chị muốn lên, bây giờ bác sĩ nó không cho vô. Mày sao mày buồn cười vừa thôi đấy, cứ Dũng ạ. Mày không nói gì chị biết gì hết. Cả hôm qua vừa về mà không nói chị biết cái gì hết. Cả cái thằng này nữa. Tại vì em nói ra cho em sợ chị lo lắng quá. Lo lắng cái gì? Bây giờ tao lo lắng này, tao khổ thân tao là bây giờ tao phải đi lấy đồ đấy. Không được. Không phải lo lắng mình, tụi em cũng phải lo lắng chứ chị. Ngồi đi nghe em. Từ giải quyết đi mọi chuyện. Bây giờ từ giải quyết đi, bây giờ từ tối đi, không giải quyết được vấn đề gì. Thế mày vừa bảo là ai cho Minh Kiên? Anh Hiệp. Anh Hiệp ra cho anh Kiên rồi. Cho Minh Kiên à? Với em dặn dò để đủ anh Hiệp rồi. Nếu mà chị muốn lên thì ngày mai chị lên sớm. Chị dọn đồ tối nay thì ngày mai chị lên sớm. Ôi khổ thân tao quá, biết bây giờ anh Kiên làm sao rồi. Rồi chị đi luôn rồi. Không được. Nghe em chứ. Bây giờ chị không thể lên được đâu. Bây giờ thiết là dịch họ không cho lên đấy. Chị phải đâu cho bình tĩnh đi. Bây giờ làm bọn sao em bình tĩnh đâu, phải bình tĩnh nào, tao sao bình tĩnh được như này. Bọn em bây giờ người yêu tao là đang làm chuyện việc. Em lo lắng cho anh kia chứ phải chỉ lo lắng. Phải là mình chính đâu. Em lo lắng chứ không phải anh thì vỡ đầu máu đầy đầu. Em kinh chứ sợ anh thì làm sao sao. Chúng mày phải nói luôn cho chị biết. Bây giờ khổ thân anh trên đấy biết như nào này. Thì tối nay bọn em cũng dọn đồ thì ngày mai chị em mình lên. Lên với anh Kiên luôn, cả tem luôn. Sáng mai tao không đợi được, tao đi luôn đây. Không, bây giờ lên với chị không giải quyết vấn đề gì đâu, họ không cho vào mà. Mày thử cảnh nào để tao thấy đồ tao lên trên với anh Kiên. Sao mà ngồi được không? Bây giờ nó xảy ra vậy thì chị phải bình tĩnh để giải quyết chứ. Bây giờ chị cứ dối lên thế, để mà bọn em không lo theo. Chúng mày lo mà chúng mày để anh như thế à? Thì hôm qua bọn em cho anh đi viện chứ không phải là không đâu. Chúng mày lo cho anh mà để anh đi một mình gặp cái thằng Cường à? Bọn em không phải anh cho anh đi một mình mà bọn em đứng ngoài rồi, không ai đánh bất ngờ thì... Sao chị không nói cho chị biết? Sao không nói cho chị biết? Thì chị đi làm thì sao bọn em dám nói? Chị công việc chứ, cứ may em nói xong chị đi ra ngoài đường thì không may chị nghĩ gì thì chị sao? Chị tè lẹn thì sao? Thì bọn em biết làm sao được. Em nói ra rồi, chị sợ chị lo lắng cho anh kia. Hôm nay em thằng Dũng đến thì nói chuyện rõ ràng với chị. Bây giờ cũng nói qua điện thoại không giải quyết vấn đề gì. Chúng mày đừng cản tao, có thể tao đi ra gì không ai chúng ta xem ai làm sao. Chứ bây giờ nóng ruột lắm mày ơi, tao không để làm sao tao ngồi được. Đi ra. Chị ngồi yên đi. Bây giờ chị nóng thì chả có giải quyết vấn đề gì. Chị giải quyết được cái gì đâu. Chị vì hiểu cho bọn em chứ, bọn em không lo lắng sao. Với mình rằng em không được gục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục
để người ta nhìn em. Bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy rồi, chị ngồi yên đấy, chị không nghe. Bây giờ chị lên đi giải quyết vấn đề gì không? Bác sĩ hỏi ra không cho vào. Chị tính sao? Thế bác sĩ bảo anh kia bị chấn thương não không? Bác sĩ chưa cho mẹ em kết quả đâu, nhưng mà em thấy khá là nặng ấy. Hai thằng mày, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi mà chúng mày không nghe tao nhở? Tao đã bảo, tao dặn đứt cả lưỡi với chúng mày rồi, là có chuyện gì của anh kia thì nó phải nói cho tao luôn. Thì hôm nay thằng Dung nhất là mày ấy. Em cũng không ngờ mọi chuyện đến như thế. Mày có nghĩ tao là chị mày không? Thôi chị cứ bình tĩnh, thì tối nay chị em mình dọn đồ, ngày mai chị em mình lên. Sao tao bình tĩnh được? Thì bây giờ chị lo lắng thì bọn em lo lắng theo. Khổ không cơ chứ. Còn bây giờ chị cứ yên tâm đi. Thì tối nay chị em mình dọn đồ xong là ngày mai lên. Chị ạ. Giờ chị đứng ra mà bình tĩnh được hả em? Bây giờ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ chị phải yên tâm chứ. Bây giờ chị em phải về thôi. Về sáng mai dọn đồ đi thăm anh Kiên thôi. Đi coi anh Kiên sao rồi. Em biết là chị lo cho anh Kiên, nhưng bây giờ chị phải bình tĩnh, chị cùng bọn em giải quyết vấn đề. Chị sao bình tĩnh được không? Ai cũng muốn là anh Kiên khỏe mà. Thế bây giờ mà anh Kiên bị làm sao ở trong đầu đúng không? Anh Kiên mình tưởng là đựng chị làm sao mà sinh sống được. Giờ gì được thì chị cứ phải ăn, có ăn nhịp cho đó chăm sóc cho anh Kiên rồi. Bây giờ chị lo, chị lại ốm ở đấy thì bọn em không thể lo cả hai chị được đâu. Bọn em cũng phải có công việc chứ. Chị yên tâm thôi. Sao yên tâm được bây giờ? Thì sáng mai chị em mình lên, chị phải yên tâm dọn đồ tối nay đi. Tối nay em bé em dọn đồ mà. Thì ngày mai chị em mình lên. Chị ạ. Bây giờ sự việc xảy ra vậy thì chị cứ yên tâm chị ạ. Chị đừng buồn nữa. Bây giờ bọn em lo lắng chứ. Bây giờ chị đừng buồn nữa, anh Kiên bây giờ đâu có sao đâu. Anh Kiên nói là do bọn em không bảo trước chị. Anh Kiên mà bị làm sao thì làm sao mà sống được. Thôi chị yên tâm đi. Bây giờ chị lo lắng chị... khóc lóc này, bọn em lo bây giờ không biết giải quyết vấn đề sao. Sáng mai chị em lên thôi, chị yên tâm mà thôi. Mà đừng để chị một mình đấy. Không biết bây giờ giải quyết như nào. Ai muốn tốt cho anh Kiên mà chị cứ phải suy nghĩ đi nhỉ. Bây giờ mà anh Kiên ở trên đấy xong rồi anh Kiên không bây giờ người ta được. Thứ nhất là người ta bác sĩ người ta không cho lên. Dịch đang dịch chị hiểu dịch mà. Thì có anh Hiệp rồi, bọn em đã dặn dò anh Hiệp trên đấy rồi. Nên cứ yên tâm thôi. Chăm sóc bây giờ thì sáng mai chị em mình lên, cứ phải là một khoảng thời gian lâu anh em chị em mình lên đâu. Nhưng mà tối nay chị, mà. Tối nay chị nóng lòng làm chị làm sao mà chị yên tâm được. Thì em biết như vậy, nhưng mà thôi chị cũng bớt buồn đi. Bây giờ không biết giải quyết như thế nào chứ. Anh ơi em khóc thật rồi. Em đã trao anh hơn cả một tình yêu. Thế thôi bây giờ chị đừng buồn nữa. Bây giờ chị em đi về đi. Sáng mai đi về mai lên chị gặp anh Kiên. Chị đi thăm anh Kiên coi anh Kiên sao. Mọi chuyện như thế nào rồi. Chị nghe bọn em không? Thế bây giờ chị đi về đi. Đi theo đi về đi Kiên. Phải đi về chút đi. Dạ bốn giờ chị đi về đi. Sáng mai đi thăm anh Kiên. Sáng mai đi dọn đồ đi thăm anh Kiên đi. Đi chị. Đi về đi rồi chị về sau. Chị không nghe bọn em nè. Thì hai đứa về đi rồi chị đi về sau. Về sau cái gì? Chị lo lại chị. Giờ chị lên thì sao? Em biết tính sao với anh Kiên. Thôi đi về đi chị đi. Sau này anh Kiên trả lại anh Kiên trách móc bọn em sao? Bây giờ chị cùng về với bọn em để dọn đồ ngày mai lên.